Hello mọi người nha, lại là mình đi chơi tập đây. Thì hello là mình bắt đây, thì chào mừng em đã quay trở lại clip tiếp theo của mình nha. Thế thì đấy anh em ạ. Thì ngày hôm nay là anh em nhìn thấy gì không? Đấy, bên trên đây là của mình làm một cái bút, một mảnh bìa gọi là tí để treo cổ một người nào đó để trói gốc cây. Thì anh em nhìn thật bảo là kiểu giữ em để trói em vào đây treo treo chẳng nhận ra bắt biến lại và tinh lợn của tinh lợn đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà nó là sẽ không tin. Anh nên anh cứ bảo thế xong rồi để cho nhá. Anh thật anh ấy viết hết những cái gì ra, anh ấy viết ra. Đấy, xong đến lúc nhưng để lại số điện thoại để tí ghi số điện thoại của anh. Anh hiểu cái kiểu gậy ông đập lưng ông. Từ là mình viết ra thì chính từ đây đè trên mình rồi. Đấy, xong mà tí ra đấy thì mình sẽ có thêm những người hỗ trợ là đè đặt ra đấy nó trói quá. Đấy, như thế diễn biến video như nào thì anh em cùng quan sát nhé. Đưa cái này á? Quay gì? Quay lắm. Tôi có mới đi nhận một cái trò chơi hay cơ. Trò gì? Bây giờ bố mày có biết đây. Bảo không? Mình sẽ lừa thì anh em mình lừa, lừa thằng Bắc ra. Quay một cái video xong anh em mình sẽ lừa trói nó vào cái gốc cây bàn kia. Đấy xong mình viết cái này đấy kia đấy. À, cái trò này trước tôi lừa ông Ngọc rồi. Lâu rồi á? Ừ. Thế bố mày bây giờ mày viết là gì? Đấy, bán tinh lợn đây, tôi công cống để phốt đấy, tất cả các thứ gọi là cái gì mà chuyên chuyên bán tinh lợn, chuyên công cống. Về không bây giờ được, bây giờ phải đẩy người ấy. Nope. Cái cảnh này cho mấy cái nghề ấy là lấy tính lắm, người lấy tính lắm. Trước tôi yêu nặng lắm, nặng phúc điên của mình tự nhiên. Phát này chẳng phải phát điên đấy nhỉ, phát điên nhỉ. Lấy tính lợn gì nhỉ? Thế thôi, bây giờ là bảo là ghi là số điện thoại liên hệ để đây mà cứ ghi gọi là số điện thoại liên hệ thôi, để tí tôi ghi số điện thoại sau, không hiểu không? Số... Tao biết số điện thoại nó mà. Nope. Thì tôi tí tôi bắt nó phải nói ra. Có nói là cái gì nhỉ? Thôi được rồi, để tí nữa là cái xấu. Luôn nhỉ? Tí nữa bắt chó nó vào đấy ép nó phải đọc ra số điện thoại ở dưới đấy luôn. Giống giống mà cái gì mà. Tôi xuống nhá. Lừa đường ra. Đến để gọi gọi thêm thằng Quân thôi. Nấu. Thằng Quân nóng chân, bây giờ gọi anh Tùng. Ừ, gọi hết rồi. Sẽ chúng tôi sẽ cất cái cuộn băng dính này đi. Đấy, để tí nữa bác nó ra thì mày lên mình bóc ra phát là anh em chúng tôi sẽ giả vờ là khi mà gần phát là Tùng túng luôn nó vào đây. Túng luôn phát là giữ nó bắt vào. Chói luôn. Em ơi, sao quay cho đi cái video à? Nope. Nope. Tao bảo mày bắt thằng Bắc cơ mà. Ôi thằng Bắc đây, bắt cái đây. Ôi giời, cháu ơi, cháu ơi, mày lấy cái bắt cái này. Cháu ơi, cùng mày. Nếu không,
mũi nhổ mặt Oh,
Nope. Chơi lại cả hai mấy anh em này luôn. Cái gì nhau? Đoạn đường về nhà hoa tu liêu, dòng người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con đấy sao chẳng thấy. Trai tìm người còn những người yêu.